Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đây thực sự là nguồn động viên rất lớn đối với người lao động, với doanh nghiệp cùng vượt qua khó khăn. Từ cuối tháng 4 đến nay, cơ sở giáo dục mầm non tư thục này phải đóng cửa để thực hiện các biện pháp phòng dịch. Hơn 3 tháng nay, chị Xuân và gần 20 cán bộ giáo viên nghỉ việc không có lương, phải nuôi hai con nhỏ nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Khi biết được thông tin chính phủ dành nguồn ngân sách khoảng 26.000 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chị và nhiều người trong diện được hỗ trợ rất phấn khởi. Khi được thông báo là chúng tôi sẽ được hỗ trợ từ chính phủ, tôi cũng rất là vui mừng và đang trong thời gian là chờ đợi, mong các ngành chức năng tạo điều kiện làm thế nào mà cho chúng tôi được nhận số tiền hỗ trợ sớm nhất để ổn định cuộc sống. Ngày 9 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 1485, giao cho các sở ban ngành chức năng liên quan, các địa phương phối hợp khẩn trương hướng dẫn, thực hiện 12 chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ra soát giảm 0,5% quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với gần 4.200 đơn vị doanh nghiệp với tổng số tiền tạm tính là trên 60 tỷ đồng. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, đồng thời tiếp nhận hồ sơ và xác nhận cho 17 doanh nghiệp với gần 350 lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương, ngừng việc, 11 đơn vị vay vốn ngân hàng chính sách để trả lương cho người lao động. Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên xác định đây là cái nhiệm vụ chính trị của ngành và chúng tôi đã chủ động phối hợp với các cơ quan quán triệt xuống hệ thống của bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã là tuyệt đối không được thêm cái thủ tục hành chính hoặc là những cái hồ sơ phát sinh. Những cái hồ sơ đúng rồi thì giải quyết dứt điểm trong ngày, tạo điều kiện để người lao động và chủ sử dụng lao động được hưởng cái chính sách của nhà nước sớm nhất. Do ảnh hưởng của dịch bệnh chồng chất khó khăn mà chúng tôi cũng loay hoay chưa biết làm thế nào. Chúng tôi được các cơ quan chức năng hướng dẫn hoàn thiện văn bản để nếu như không có gì thay đổi từ nay đến cuối tuần 70% cán bộ, giáo viên, nhân viên của chúng tôi được hỗ trợ trong phạm vi quy định của chính phủ. Việc hỗ trợ để người lao động và người sử dụng lao động được hưởng chính sách của nhà nước kịp thời sẽ góp phần đẩy lùi dịch bệnh, thực hiện mục tiêu kép của chính phủ vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.